Thưa bà con, đây là đồng bào Vân Kiều. Đồng bào Vân Kiều chúng tôi đã đi khoảng 17 cây từ sáng sớm, từ 4-5 giờ sáng đây để tặng quà. Đây các đoàn từ thiện, liên đoàn từ thiện sẽ tặng quà cho bà con, gồm tặng quà vào thuốc. Hồ Văn Kiều. Trên xe tải của mình mới có. Mà anh ăn gì chưa? Anh cô ăn gì chưa? Anh đã ăn gì chưa? Em sẽ lấy đồ chưa? Rồi, anh ơi, trên xe của mình ấy có cơm ấy, lấy cho anh một suất cơm đi. Lấy cho anh một suất cơm ở trên xe của mình. À, lấy cho anh kia luôn 2 suất nhá. Lấy cho 2 suất. Đây có 2, lấy cho anh suất nhá. Lấy cho hai anh công an mỗi anh một suất. Anh đi bộ vào đây. Từ sáng giờ đi khoảng mấy giờ? Dạ từ 5 giờ. 5 giờ sáng đi bộ ra đây thì quà. Ở trong đó thì đường không đi được xe máy nên là nó bị chia cắt hay sao vậy? Chia cắt sạt lở. Còn thì chia cắt sạt lở nhưng không các bạn tiếp cận không được nên bây giờ anh ra đây để nhận quà. Thế có đánh cấp cứu không? Dạ có. À, cấp cứu thì đoàn mình đã được phát quà chưa? Dạ, tháng này được rồi. Được rồi, đúng không? Được rồi. Thế vậy thì anh cứ đợi một chút xíu là báo đoàn của anh em nữa nhá, tiếp tục phát nhá. Rồi, đoàn thăng phát nhá. Ở đây nhá. Bây giờ là trên đây có vùng rất nhiều công trình hả? Trên này sạt lở hết rồi, không đi vào được đâu. Ở vùng này là không có sát và không có đi vào được. Bà con đồng bào ta đang đi ra đây để quả phía trong đây chắc không? Đúng rồi, đây là vùng này sát lắm. Đây này, vùng này sạt hết đường rồi, không có được vào nhá. Đấy, bà con đi ra ngoài này cũng tốt anh ạ. Đấy, đường vùng này sạt hết rồi. Đấy. Đây, rất là đông nhá, bởi vì là sạt lở hết rồi đây. Đây, ok, đây là vì cái vùng này là sạt lở hết rồi. Rồi, cứ tít khỏi đi cho họ sợ. Rất là đông nha. Đi nơi tưởng anh công an đấy. Đây bị sạt lở. Đây là bị sạt lở. Phải di chuyển cả hơn chục cây số để ra đây nhận quà. Và có rất là nhiều người nhá. Có nhiều người đi từ rất là sáng sớm. Đây. Đây nhá. Hiện giờ thì đoàn người đã không ngừng bà con ở các thứ là cũng cần thiết, mì gói các thứ cần hết. Đây là hướng hóa của Quảng Trị nha các bạn nhá. Tất cả khu vực này, đây này, các bạn thấy là quần áo cũ kìa. Đấy, chỗ nào mà không có thì mang đây cho bà con, chứ không có chuyện vứt đi đâu. Đấy, các bà con đi bộ đến đây từ 4 giờ sáng đấy, đấy cho nên đấy. Sông đục ngào luôn nhá. Khu vực này là khu vực sạt lở và không đi qua được. Đây bà con từ sáng đến giờ để làm lại cái đường này để cho một số các phương tiện có thể đi qua được. Đây xe chúng tôi vẫn còn đang kẹt ở đây. Bình tĩnh đã không. Bình tĩnh đã, đợi đoàn anh ơi. Đi đi.
nhiều các đoàn đến đây khác các bạn nhé. Hiện tại chỗ đường này đang khôi phục từ sáng giờ, khá khá hơn một tí, nhưng mà có đoạn này thôi và chỗ kia là bị sạt, có đoạn suối chảy qua đây thôi nhá. Đây đang cố gắng để khắc phục.